Đây là con trượt VK35 dòng roller bearing của Hewin, dòng dây con lăn chịu tải siêu lặng. Các bạn có thể thấy con trượt 35 rất là lớn. Con trượt 35 với kích thước rất là lớn được sử dụng cho những cái máy chịu tải siêu cao. Đây là thay vì các cái con lăn viên bi thì dòng con trượt này sử dụng các cái con lăn, cho nên cái tính chịu lực của dòng con trượt này rất là lớn, siêu đẹp. Hewin.